Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm cái này. Đối câu này thì các bạn thấy là có một giới từ except, ở đây thì chúng ta bỏ đến hết. Ở đây thì chúng ta có động từ, nó chính là từ is. Thì các bạn nhìn đáp án thì các bạn thấy là hầu như đây nó chính là liên quan đến so sánh hơn. Thì mình sẽ nói cho bạn liên quan đến so sánh hơn. Đối so sánh hơn thì chúng ta có S cộng verb, rồi sau đó là so sánh hơn, rồi sau đó cộng với từ then, rồi cộng với O. Thì đối so sánh hơn thì nếu mà là tính từ ngắn ngắn này thì chúng ta cộng thêm -er, nếu mà tính từ dài thì chúng ta có từ more đằng trước, rồi sau đó là tính từ dài. Thì đây từ pha trong này chúng ta từ pha thì nếu mà thêm -er thì nó chính là father các bạn nhé. Rồi thì đây chúng ta sẽ chọn gì? Ở đây thì chúng ta sẽ chọn được ngay là phương án D, nó phù hợp với cấu trúc là so sánh hơn. Rồi, ở đây tính từ ngắn chúng ta cộng -er, rồi sau đó có từ then này. Còn cái chỗ này này, từ form, rồi sau đó chúng ta đến từ sun này, nó chỉ là một trạng từ chính là nhiễu, nhiễu chúng ta bỏ đi, chúng ta xem. Còn có một cái chú ý nữa mà các bạn chú ý liên quan đến so sánh hơn như sau. Ở đây thì chúng ta liên quan đến verb. Nếu verb là động từ to be, thì sau từ then này, nó chỉ là danh từ, cụm danh từ rồi. Còn nếu verb này nó là động từ thường thì sau từ then này thì sẽ có trợ động từ tương ứng với cái verb này. Rồi nếu mà nó là số ít thì chúng ta sử dụng từ the, còn nếu số nhiều thì chúng ta sử dụng từ does, hay là sorry các bạn, từ do. Còn nếu là verb này quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng từ does. Đấy đấy là trợ động từ tương ứng. Xin chào các bạn.